mọi sự thay đổi số phận của chúng ta đến từ quá khứ hay đến từ ngay trong hiện tại để chúng ta sửa. Quá khứ chỉ là cái gì? Quá khứ chỉ là bài học, lưu ý nhé. Quá khứ chỉ là bài học, chứ quá khứ chúng ta không thay đổi được. Nhắc lại này, mọi nghiệp quá khứ chỉ là bài học. Mọi thay đổi luôn luôn xuất phát từ hiện tại. Các bạn chỉ thay đổi ở hiện tại được thôi nha. Bất cứ lúc nào các bạn ra một cái quyết định thì quyết định đó là ngay trong hiện tại. Sự chọn lựa của bạn ngay trong hiện tại nó quyết định các bạn đi đâu và về đâu trong tương lai. Vậy gieo nhân gì trong hiện tại chính là bí quyết của nó. Nắm được chưa? Bí quyết thay đổi số phận đấy. Chúng ta gieo nhân gồm 3 ý này. Gieo nhân ngay trong hiện tại gồm 3 ý. Ý thứ nhất là nhân này có sáng suốt không? Ý thứ nhất, gieo nhân này có sáng suốt không? Có trí tuệ không? Ý thứ hai là nhân này có hướng thiện không? Nhân này có hướng thiện không? Tức là có đạo đức không? Ý thứ ba là gieo nhân này thì có làm cho ra kết quả không? Hay là gieo chơi thôi? Gieo nhân nhưng mà có quyết tâm làm đến tận cùng để cho nó ra kết quả không? Tức là gieo nhân này có nghị lực không? Các bạn hình dung chưa? Chúng ta phải nỗ lực, chúng ta hoàn tất cái công việc đó, tức là phải có nghị lực. Vậy cái nhân mà nó có đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì nó tạo ra nghiệp lành và nó bẻ bánh lái của số phận chúng ta. Các bạn hình dung chưa? Gieo nhân mà có ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì nó tạo ra những cái nghiệp lành và nó bẻ bánh lái số phận của chúng ta. Lúc này chúng ta thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh của chúng ta đấy. Lúc này tử vi sẽ không còn đúng nữa nha, thần số học cũng không còn đúng nữa đấy. Nhân tướng cũng tầm bậy luôn. Cứ yên tâm, các bạn đã biết cách quyết liệt gieo nhân trong hiện tại trên nền tảng đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì không bao giờ phải lo lắng. Bất cứ một ông thầy bói nào không bao giờ phải lo lắng, ông phán gì kệ ông nha. Nhưng lại đặt một cái câu hỏi khó này. Tỷ lệ những người gieo nhân về ba gốc nhiều hay ít? Đặt câu hỏi khó. 100 con người thì có bao nhiêu phần trăm biết gieo nhân liên quan về ba gốc đạo đức, trí tuệ và nghị lực? Đúng không? Rất ít, đúng không? Từ vài phần trăm, cái chỗ nào mà cao thì lên được vài chục phần trăm, còn những chỗ thấp thì chắc được vài phần trăm. Như vậy là cái tỷ lệ cái người gieo nhân trong hiện tại liên quan đến tham sân si vẫn đông hơn, đúng không? Nó vẫn đông hơn, nên nó không bẻ bánh lái của nghiệp được, nó không bẻ bánh lái của số phận được. Nên sao? Nên thầy tướng vẫn có đất sống, thầy bói vẫn có đất sống, tử vi phong thủy vẫn có đất sống là vì thế. Vì tỷ lệ những người biết gieo nhân ba gốc quá ít thì nhóm còn lại vẫn bị tất cả những cái môn học kia nó ảnh hưởng. Vì thấy nó vẫn đúng, thế thôi. Không dễ gì mà mình rèn luyện mình được đâu. Thì ba cái gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực này này, chúng tôi vẽ nó thành một cái cây nhân cách nha. Và nó mọc lên, nó mọc lên toàn bộ, nó trổ quả thành những cái nhân cách tốt đẹp của cuộc đời chúng ta. Cái này tôi gọi là sự mọc lên. Ở bên dưới đạo đức, trí tuệ, nghị lực tôi gọi là nhân, thì toàn bộ cành lá hoa trái nó trổ ra chúng tôi gọi là quả nha. Vậy cách gì để rèn luyện cái nhân này? Cách gì để kích hoạt những cái nhân này nó vận hành? Đây, cách gì để phát triển đạo đức, trí tuệ, nghị lực từ bé?
hoặc từ ngay bây giờ của chúng ta, ngay trong hiện tại của chúng ta, gieo lại nhân trong hiện tại của chúng ta liên quan về ba gốc. Nha. Thì cái chương trình này nó nằm trong một cái khóa học rất đặc biệt, rất đặc biệt. Đây cũng là một cái câu nói rất nổi tiếng của cái ông Warren Buffett. Ông ta nói là phẩm chất bên trong quan trọng hơn những gì bạn thể hiện bên ngoài. Phẩm chất bên trong quan trọng hơn những gì bạn thể hiện bên ngoài. Phẩm chất bên trong chính là đạo đức, trí tuệ, nghị lực bên trong của chúng ta đấy. Các bạn bắt buộc phải có trí tuệ, các bạn mới ra quyết định sáng suốt được. Các bạn phải có đạo đức, nó mới hướng thiện. Các bạn phải có nghị lực thì các bạn mới thực thi được, nó mới đi được đến đích. Nha. Nên phẩm chất bên trong nó luôn luôn phải bao trùm ba cái yếu tố này, nó hòa quyện lại thì chúng ta sẽ tự động thay đổi được vận mệnh của mình. Và trong cái tiến trình thay đổi vận mệnh thì chúng ta có ba cái điểm kích hoạt. Ba cái điểm kích hoạt. Điểm kích hoạt thứ nhất là các bạn học, học về mặt nền tảng lý thuyết nha. Học nền tảng lý thuyết thì thầy kích hoạt, vị thầy sẽ phải kích hoạt cái nền tảng này, trao cho các bạn cái nền tảng lý thuyết ngắn gọn, hiệu quả, chắc chắn. Một cái tấm bản đồ rất ngắn gọn mà phải hiệu quả. Rồi cái điểm chạm thứ hai, cái điểm kích hoạt thứ hai đó là kích hoạt năng lực tư duy. Khi đã kích hoạt đến năng lực tư duy là các bạn phải vận hành. Ông thầy không tư duy thay được mình đâu. Ông thầy chỉ kích cho mình một cái thôi. Còn mình phải trăn trở, mình phải tư duy, mình phải quan sát, phân tích, đúc kết, mình mới giỏi lên được. Chẳng có ai quan sát, phân tích, đúc kết thay mình được đâu. Mình có mắt thì mình phải nhìn, có tai mình phải nghe, mình có não mình phải phân tích và đúc kết. Chẳng có ai thay cái não của mình được đâu. Nha. Điểm kích hoạt thứ ba đó là kích hoạt hành động. Kích hoạt hành động nó liên quan đến cái cột nghị lực, đúng không? Kích hoạt hành động. Đấy, ba cái điểm kích hoạt này các bạn phải nắm thật chắc. Chúng tôi gọi là học, hiểu và hành. Có ba điểm kích hoạt rất lớn. Người nào mà kích hoạt được ba cái điểm này cho nó vận hành liên tục trong khóa học. Suốt một tháng trời chúng ta làm việc chung với nhau, tối nào cũng học, các bạn sẽ thấy những cái kết quả kỳ diệu nó xuất hiện. Những cái bước chuyển hóa kỳ diệu của các học viên nó xuất hiện. Tỷ lệ nó đến 90% đấy. Đây là một trong những khóa học tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chuyển hóa con người cực kỳ cao. Có những khóa nó lên đến 90-95%. Nội dung của khóa học là chúng ta có 10 buổi học kỹ, hiểu sâu. Chúng ta có 10 buổi rèn luyện qua thực hành. Rồi sau đó chúng ta bước vào một cái hành trình thực hành xuyên suốt phía đằng sau. Khóa học kết thúc không phải là kết thúc. Khóa học kết thúc là để các bạn bước vào một hành trình rèn luyện cùng nhau. Trong lớp đã rèn luyện rồi nhưng mới có 10 buổi chưa ăn thua, đúng không? Chúng ta có một tháng đi với nhau đấy, một tuần chúng ta đi với nhau khoảng 5 buổi. Chúng ta được nghỉ 2 buổi thì mất một tháng chúng ta mới hết khóa. Rồi chúng ta lại tiếp tục duy trì nhóm bạn tốt để cùng nhau thực hành. Thì chúng ta mới có cái sự thay đổi sâu sắc được. Và trong cái khóa học này là các bạn được trao truyền 25 năm đúc kết của tôi, 25 năm tầm sư học đạo, 25 năm va đập trong thực tế. Và tôi đã ứng dụng trong thực tế, sinh ra kết quả rất tốt. Các bạn được rút ngắn 25 năm, các bạn hình dung chưa? Và các bạn được thực hành chuyển hóa ngay tại lớp. Đây là một trong những lớp học đinh nhất và sâu sắc nhất của tôi trao cho các bạn đấy. Và đây là cảm nhận của một vài học viên này. Chia sẻ của một học viên tại Hồ Chí Minh, anh Hiếu, đã từng học cầm bô 6 NLP, đã đi thiền Vipassana, đã nghe hàng trăm bài pháp thoại của doanh nghiệp, đã quản trị doanh nghiệp hơn 20 năm. Anh này là chủ doanh nghiệp. Anh nói này, đây là khóa học theo đánh giá của nhiều người bằng 5 năm tìm hiểu về sự vận hành của các quy luật tự nhiên và sự chi phối của chúng đến cuộc sống của chúng ta.
Đấy. Một người chủ doanh nghiệp hơn 20 năm nhá, cũng lăn lộn đi học các khóa của các vị thầy lớn đấy, còn đánh giá như vậy. Rồi các bạn nhìn sang cái hình ở bên cạnh, các bạn thấy một cái bạn, bạn này là vợ, nhưng mà đi học về xong chả hiểu như thế nào độ được ông chồng, dụ dụ nào vô tình lôi được ông chồng đến lớp. Và sau đó bạn ấy ngạc nhiên thú vị: con biết ơn thầy rất nhiều, con đi lớp, con đi học lớp thầy những khóa trước, con thấy mình đã tìm được ánh sáng của mình đi. Con thuyết phục chồng được 5 ngày vừa qua. Đấy, học 2 ngày nhân tướng và 3 ngày chánh kiến. Thì hôm qua sau khi kết thúc khóa học, chồng con có những cảm nhận rất sâu sắc. Chồng con chưa bao giờ ngồi học được một ngày bất cứ cái thứ gì cả, trừ nghịch máy móc. Mà lần này học đến 5 ngày thì đó là một kỳ tích. Đó, đến hôm nay học xong thì con mới dám tin. Chồng con đưa ra những quyết định: một, sẽ đọc sách; hai, sẽ tìm hiểu về Phật pháp theo lộ trình thầy dạy. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.